Thánh Chúa, chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong loạt bài về sự thánh khiết. Và hôm nay chúng ta sẽ học ở trong Thi Thiên 96 với tựa đề là Thờ phượng Chúa trong sự quang huy của Thánh Đức Ngài. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Xin chúng ta cùng theo dõi lời Chúa ở trong Thi Thiên 96 câu 1 đến câu thứ 13. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi. Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đừng dựng nên các tầng trời. Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài, quyền năng và vẻ đẹp ở nơi thánh Ngài. Hãy dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va, hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va, xứng đáng với danh Ngài, hãy đem tế lễ mà vào hành lang Ngài. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. Hãy công bố giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị, thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động. Ngài sẽ phán xét các dân tộc theo lẽ công bằng. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang. Nguyện đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở. Bây giờ cây cối trong rừng sẽ reo mừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đang đến. Ngài đang đến để phán xét thế gian. Ngài sẽ lấy đức công chính mà phán xét thế gian, dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc. Ông John Piper bắt đầu cuốn sách Let the Nation Be Glad, để các quốc gia được reo mừng, nói như thế này: công cuộc truyền giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của Hội Thánh. Công cuộc truyền giáo tồn tại bởi vì sự thờ phượng không tồn tại. Sự thờ phượng là tối thượng, không phải là mệnh lệnh truyền giáo, bởi vì Đức Chúa Trời là tối thượng, không phải con người. Lý do mà chúng ta đến với Chúa là để tôn thờ Ngài, chiêm bái Chúa, tận hưởng Chúa. Mà chúng ta truyền giáo là tại vì nhiều người còn chưa biết tôn thờ Chúa. Họ chưa biết được sự lớn lao và sự tốt lành của Ngài, cho nên chúng ta phải truyền giáo. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu tối thượng của chúng ta. Mục tiêu tối thượng của chúng ta là tôn thờ Chúa. Và chúng ta đi ra truyền giáo để đem mọi người cùng trở về thờ phượng Chúa với chúng ta. Và ông nói tiếp như thế này: mục tiêu của sứ mệnh truyền giáo là sự vui mừng của các dân tộc trước sự vĩ đại của Chúa Trời. Quý vị nghe thấy không? Cái mục tiêu của sự truyền giáo là cái sự vui mừng của mọi dân tộc trước sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà chúng ta đến với nhau để học lời Chúa, để cùng nhau tôn thờ Chúa. Và đó là lý do mà chúng ta đi ra để nói về Chúa cho muôn người. Ông John Piper nói rất đúng rằng sự thờ phượng là mục tiêu của sứ mệnh truyền giáo. Nhưng cũng đúng khi mà sự thờ phượng là cái nền tảng hay là cái cơ sở cho sứ mệnh truyền giáo. Nếu chúng ta không phải là những người nhiệt thành thờ phượng Chúa thì chúng ta không có gì để mà nói với người khác cả. Nếu chúng ta không có vui mừng ở trong Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi tuyệt vời của Ngài thì tại sao những người hư mất chịu lắng nghe những điều chúng ta muốn trình bày với họ? Vì thấy hữu lý không? Tức là nếu mà chúng ta không có tận hưởng Chúa, chiêm bái Chúa, tôn thờ Ngài thì chúng ta có lý do gì để mà kêu gọi những người khác trở về thờ phượng Chúa, tôn thờ Chúa? Vì vậy sự thờ phượng vừa là mục tiêu của mệnh lệnh truyền giáo, vừa là nền tảng cho mệnh lệnh truyền giáo. Nếu chúng ta không phải là những người thờ phượng thì chúng ta là những nhân chứng tệ hại nhất. Giống như mình đi chiếc xe Honda mà mình biểu người ta hãy đi chiếc xe Toyota vậy đó. Tức là mình không có đặt cái điều mình rao ra ở trong là quan trọng ở trong đời sống của chính mình. Và Thi Thiên 96 là một lời kêu gọi đến nói với các quốc gia về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Cái Thi Thiên này nó theo sau Thi Thiên 95, cái hai Thi Thiên này nó đi đôi với nhau. Thi Thiên 95 miêu tả cái lòng cứng cỏi của dân Israel trong đồng vắng, bất chấp cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời đối với họ. Nhưng mà kêu qua Thi Thiên 96 này thì đây là một cái lời kêu gọi muôn dân, muôn nước hãy trở lại thờ phượng Chúa. Chính cái quốc gia cứng lòng đó, cứng cổ đó, cái quốc gia mà gọi là tuyển dân của Chúa đó
đã từ chối Đấng Messia của họ. Bây giờ chính họ hãy trở lại để mà gặp Chúa, tôn thờ Chúa. Không phải chính họ mà thôi, mà qua họ muôn dân muôn nước sẽ được đến để mà tôn thờ Chúa. Vì vậy Thi Thiên 96 và 95 và 96 là một cái cặp đôi đi song song, đi đôi với nhau, và cho thấy việc Israel khước từ phúc âm của Chúa và cái nhiệm vụ truyền giáo sau khi họ đã trở lại với Chúa. Thi Thiên 96 mô tả cái sự tăng lên từng bậc của cái sự thờ phượng. Đầu tiên, dân sự của Chúa được kêu gọi để ca ngợi Ngài, không chỉ giữa họ nhưng mà còn để kể về sự vinh quang của Ngài cho muôn dân. Rồi sau đó tất cả các quốc gia được kêu gọi để mà tôn sự vinh quang cho Đức Giê-hô-va, xứng đáng với danh của Ngài. Rồi cuối cùng, ngay cả những tạo vật vô tri đều được kêu gọi để mà tôn thờ Chúa. Hỡi cả trái đất, tức là muôn vật, cây cối trên rừng, thú vật ở trong đồng nội, tất cả mọi thứ mọi nơi hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Không phải những vật có hơi thở tôn thờ Chúa, mà tất cả mọi vật đều tôn thờ Đức Giê-hô-va. Đó là lý do mà mọi vật ca ngợi và lời tiên tri rằng Chúa sẽ đến để phán xét thế gian ở trong sự công bình. Như vậy chúng ta thấy có ba cái chủ đề chính ở đây. Thứ nhất là về sự ca tụng vinh uy nguyên của Chúa, công nhận sự cai trị của Chúa và công bố ra cái sự phán xét của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sao hôm nay chúng con được đến với lời của Chúa để học lời cái lời của Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài soi sáng cho chúng con để chúng con hiểu thế nào là thờ phượng Chúa trong cái sự huy hoàng, quang huy của Thánh Đức của Ngài. Xin soi sáng cho tâm trí của chúng con, cho lòng của chúng con bởi thần linh của Chúa. Chúng con khiêm cung quỳ gối trước mặt Chúa và xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài ban cho chúng con ơn của Ngài để chúng con sống theo lời của Chúa, để chúng con sống một đời sống thánh, bày tỏ ra vinh quang của Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời của chúng con, trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, vì Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và là đấng vinh hiển duy nhất, chúng ta ca tụng sự uy nghiêm của Ngài, công nhận sự cai trị của Ngài và công bố sự xét đoán của Ngài. Chúng ta ca tụng sự uy nghiêm của Chúa. Trong câu 1 đến câu 6 nói đến cái lời ca mà chúng ta dâng lên cho Chúa, lời kêu gọi mọi người tôn thờ Đấng Thánh. Chúa là Đấng Thánh cho nên chúng ta hãy ca ngợi Chúa. Cho nên chúng ta đến với lời của Chúa và chúng ta được Chúa nhắc nhở chúng ta hãy hát để ca ngợi Ngài. Hãy hát, hãy hát, hãy hát. Rất tiếc là có những người đến đây mà không có hát. Mọi người hát nhưng mà họ chỉ đứng thôi. Các bạn trẻ, nếu mà các bạn có biết không là chúng tôi phải cực nhọc lắm để mà chuẩn bị những cái PowerPoint này có tiếng Việt và tiếng Anh. Là chúng tôi nghĩ đến các bạn, là các bạn không hát được tiếng Việt thì hãy hát tiếng Anh. Nhưng mà tôi cũng được nghe một số các bạn làm chứng ở tại trại nói rằng nhờ hát những cái bài trong tiếng Việt mà mấy bạn là giỏi tiếng Việt nữa. Cho nên không sao hết, mà cứ hát đi, hát tiếng Việt, hát tiếng Anh gì cũng được, miễn là hát để mà tôn thờ Chúa nha. Chứ đừng có đứng đó mọi người hát cho mình. Không sao đó, không có ai để lắng nghe mình đâu, Chúa lắng nghe cho mình hát cho Đức Giê-hô-va mà, phải không? Cho nên lời của Chúa kêu gọi chúng ta hãy hát lên ca ngợi Chúa. Câu 1, câu 2, 3 lần lặp lại, hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, hãy hát cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Rất tiếc là trong bản tiếng Việt chúng ta thì cho nó muốn văn vẻ, cho nên thay vì nói hãy hát thì hãy ca ngợi. Thật sự ca với hát cũng giống nhau thôi, không? Nhưng mà đây trong tiếng Anh đó là sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, tức là hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy hát cho Đức Giê-hô-va. Quý vị ơi, hãy ca ngợi Chúa. Chúng ta hãy bày tỏ ra sự vinh quang của Chúa qua lời ca tiếng hát của chúng ta. Đó là cái nét đặc biệt của Cơ Đốc giáo, là chúng ta là những người ca hát. Có nhiều người nói, ủa, đi tới nhà thờ Tin Lành thờ phượng Chúa ca hát không à? Thì đúng vậy, chúng ta hát để mà tôn vinh Chúa. Lần đầu tiên tác giả bảo chúng ta hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới.
Điều này không nhất thiết phải là một cái bài mới toanh mới làm ra, nhưng mà tại sao mỗi ngày là mới luôn, và sự thành tín của Chúa là còn mãi mãi. Cho nên sao chúng ta mỗi ngày chúng ta suy gẫm về tình yêu của Chúa, về sự thành tín của Chúa, về sự công chính của Chúa, về quyền năng của Chúa, thì chúng ta hát lên cho Chúa. Đó là một bài hát mới, nó luôn luôn là mới. Vì chúng ta ca hát để mà tôn vinh Chúa. Nhưng mà điều đó cũng nhắc chúng ta là phải làm ra những nhiều bài ca mới để mà tôn vinh Chúa nữa chứ, thì phải không? Chúng ta hát hoài rồi thì những cái lời ca đó nó dường như nó quen thuộc quá rồi, mình không còn suy ngẫm đến nữa. Khi chúng ta hát, chúng ta nên suy ngẫm đến lời ca của Chúa. Lời này là một cái lời công bố về uy nghiêm của Chúa. Lời này là cái lời ca ngợi về tình yêu của Chúa. Lời này là lời cảm tạ về sự cứu rỗi của Ngài. Lời này là một cái lời công bố ra sự cao cả của Chúa. Lời này là một cái lời để mà kêu gọi mọi người hãy quy phục Chúa. Cho nên mình hát mình suy ngẫm tới từng cái lời ca. Và nhiều khi vì cái bài ca nó mới cho nên chúng ta lại để ý đến lời ca nhiều hơn. Nhưng mà thật sự bài ca mới hay cũ gì á là nó cũng là mới đối với chúng ta mỗi khi chúng ta tôn vinh Chúa. Cho nên chúng ta hãy hát lòng miệng hát mà lòng hòa theo bằng cái tư tưởng của chúng ta đặt vào trong đó. Đây lời ca này có ý nghĩa gì, và chúng ta sẽ tôn vinh tôn thờ Chúa. Không phải mọi người hát rồi chúng ta cũng hát. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị trước tấm lòng để chúng ta cùng tôn thờ Chúa. Và cái lời khuyên thứ hai để hát cho Chúa được hướng đến cả trái đất. Hãy hát cho Đức Chúa, hãy hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Và cái phần cuối cùng của thi thiên này sẽ vòng lại với điều này bằng cách kêu gọi là mọi tạo vật hãy ca ngợi Chúa. Điều đó cho thấy rằng phạm vi ngợi khen Đức Chúa Trời rộng như cả trái đất mà Ngài đã tạo dựng nên. Và lời kêu gọi thứ ba để hát mừng cho Chúa được theo sau bởi ba cái mệnh lệnh là chúc tụng, rao truyền, thuật lại và công bố. Đây nói rằng hãy hát cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang của Ngài giữa nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Trong tiếng Việt của chúng ta thì có thêm một cái động từ là chúc tụng. Ca ngợi với chúc tụng nó cùng một nghĩa, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta muốn cho nó điệp vặn, cho nó gọi là văn vẻ một chút đó, thì nó rằng hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Nhưng mà quý vị để trong tiếng Anh thì chỉ có nói rằng sing to the Lord, bless his name, tell of salvation from day to day. Cho nên chúng ta khi chúng ta ca hát thì chúng ta làm gì? Chúc tụng danh Chúa, chúng ta thuật lại vinh quang của Ngài và công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Quý vị thấy ở trong thơ văn của người Do Thái đó thì nó hay đối lắm. Và tiếng Việt mình thơ văn cũng có đối, với trên đối với dưới, có khi chúng ta đối để mà đồng nghĩa và có khi đối để mà phản lại. Cho nên thơ văn của người Do Thái thì nó không có vần, không có điệu giống như văn Việt Nam mình. Việt Nam mình là số 1. Tôi không biết có ngôn ngữ nào, có lẽ tiếng Hoa nó có là như vậy, nhưng mà tiếng Anh thì cũng có vần, cũng có điệu. Nhưng mà tiếng Việt chúng ta lại tôi thấy là hay nhất cái đó. Nhưng mà tiếng Do Thái thì không có, nó không có vần, không có điệu, mà nó chỉ có là đối thôi. Cho nên cái câu trên nó thường đối với câu dưới làm rõ nghĩa hơn, hoặc là tương phản lại. Ở đây nói rằng hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Như vậy chúng ta thấy vinh quang của Chúa là nó tương đương với cái công việc diệu kỳ của Ngài. Vinh quang của Chúa là chúng ta đã học rồi, tất cả bản tánh của Chúa được bày tỏ ra. Đó là vinh quang của Chúa, và bày tỏ ra qua những việc gì? Qua công việc cứu rỗi của Ngài, công cuộc sáng tạo của Chúa và công cuộc cứu rỗi của Ngài. Cho nên câu trên nói rằng từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Đó là công việc diệu kỳ của Chúa. Chúa là đấng tốt lành và Ngài là đấng lớn lao. Đó là vinh quang của Chúa, và vinh quang của Chúa được bày tỏ ra qua công cuộc cứu rỗi mà Ngài đã thực hiện cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc kỳ của Ngài cho muôn dân. Chúng ta đã bàn qua điều đó. Phao-lô đề cập đến tin lành vinh quang của đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó, Chúa Giêsu chính là vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Chúa Giêsu đến và chúng ta ngắm nhìn vinh quang của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ.
Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm xem gì? Vinh quang của Đức Chúa Trời. Qua con đọc sanh của Ngài, chỉ có Chúa Giêsu Christ mới bày tỏ về vinh quang của Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách rõ ràng nhất mà thôi. Chúng ta nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và tính vinh quang đó, ánh sáng đó đã xuyên lủng bóng tối. Và Ngài phán rằng hãy soi sáng lòng của chúng ta. Ngài soi sáng lòng chúng ta, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu là vinh quang của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi của Ngài, và cũng thấy được cái sự công chính của Chúa qua sự chết của Ngài vì tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, thứ tự của Thư Thiên là trước hết hãy thờ phượng Đức Chúa Trời một cách vui vẻ, hãy hát, hãy hát, hãy hát. Và sau đó là làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa, về sự vinh hiển của Chúa, về những công việc diệu kỳ của Ngài. Vì trong thời Cựu Ước, những quốc gia khác dường như bị loại trừ ra khỏi cái sự thờ phượng. Nhưng mà không phải vậy. Chỉ dường như thôi. Vì sao? Vì Chúa muốn muôn dân đều thờ phượng Chúa. Cho nên hãy rao truyền sự cứu rỗi cho gì? Cho muôn dân. Chứ không phải chỉ cho người Do Thái mà thôi. Và kêu gọi muôn dân hãy thờ phượng Chúa. Và lý do mà mọi người phải tôn thờ Chúa là vì Chúa là Đấng Thánh. Tại sao chúng ta nên phấn khởi, hào hứng trong sự thờ phượng Chúa? Và bằng lòng trải qua những gian khổ khó khăn để mà nói về Chúa cho người khác, để đem họ về để mà thờ phượng Chúa. Tại sao như vậy? Vì Chúa xứng đáng với điều đó. Câu 4 đến câu 6 nói như thế này: vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi, Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài, quyền năng và vẻ đẹp ở nơi Thánh Ngài. Cái thế giới ngoại giáo được đánh dấu bởi cái sự sợ hãi của họ đối với thế giới thần linh. Họ cố gắng xoay dịu các vị thần của họ bằng cách dâng của tế lễ, bằng cách đốt những cái tiền để mà dâng, rồi cầu khẩn các thần để bảo vệ cho, để không làm không đem cái sự nguy hiểm hay là khó khăn đến cho họ, nhưng cho họ được hanh thông, được khỏe mạnh, vân vân. Họ tuân theo các nghi lễ mê tín dị đoan để mà không xúc phạm đến các thần của họ. Nhưng tác giả Thi Thiên ở đây nói rằng đấng duy nhất chúng ta nên kính sợ là Đức Giê-hô-va. Trong câu 5 nói rằng vì tất cả các thần của các tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Và trở lại với câu 4 nói rằng vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi. Ngài đáng được các bạn ca ngợi, các vị tôn vinh. Vì sao? Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Cái chữ kính sợ nghĩa là gì? Kính sợ không phải là run rẩy khiếp sợ, nhưng mà là tất cả những đáp ứng phải lẽ của chúng ta đối với Chúa. All of us for, to all of God. Tức là Chúa là đấng nhân từ, Chúa đấng yêu thương, Chúa đấng công chính, Chúa đấng chân thật. Tất cả những điều đó rồi chúng ta đáp ứng lại với tất cả những điều mà chúng ta có. Chúng ta, Chúa là chân thật cho nên chúng ta tin Chúa. Chúa là thành tín cho nên chúng ta nương cậy Chúa. Chúa là đấng quyền năng cho nên chúng ta đến với Ngài để nương náu. Rồi Chúa là đấng yêu thương cho nên chúng ta đến tận hưởng tình yêu của Chúa. Như vậy, tất cả những điều đó là sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là chúng ta đáp ứng phải lẽ đối với Chúa. Nếu mà tôi nói rằng vàng, tím, đỏ, xanh, trắng, đen, rồi tôi hỏi quý vị, cái đó là gì? Thì quý vị sẽ trả lời đó. Những cái đó là gì? Màu, màu sắc. Đấy, màu sắc. Như vậy nếu mà tôi nói rằng tôn thờ Chúa, vâng phục Chúa, ca tụng Chúa, bước đi theo Chúa, yêu mến Chúa, hầu vị Chúa, thì tất cả những điều đó là gì? Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Cho nên nếu mà tôi nói rằng yêu thương, chân thật, công chính, thánh khiết, trong sạch, tất cả những điều đó là gì? Đó là sự thánh khiết của Chúa. Nhưng mà những khi mà những điều đó được bày tỏ ra thì được gọi là vinh quang của Chúa. Mà khi chúng ta đáp ứng lại vinh quang của Chúa phải lẽ đó thì đó gọi là kính sợ Chúa. Cho nên Đức Giê-hô-va rất vĩ đại,
đáng được ca ngợi Ngài, đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần là chỉ là hình tượng thôi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi được, không có, có chân mà không đi, có tay mà không làm được gì hết. Và những thần đó rất là hung dữ, muốn trực để mà phạt người ta, mà phải dùng cần người ta để mà dân phải giúp đỡ và phục sự. Nhưng mà Đức Giê-hô-va thì không cần gì cả, Ngài không cần. Nhưng mà Ngài xứng đáng để chúng ta phục sự Ngài, chứ Ngài không cần chúng ta phục sự Ngài, đúng không? Ngài xứng đáng vì Ngài là đấng đã dựng nên các tầng trời. Quý vị thấy cái vũ trụ này bao la vô cùng không? Người ta đã cho những cái vệ tinh lên với những cái thiên kính thiên văn khổng lồ để mà có thể thu thập được những cái dữ kiện về cái vũ trụ bao la này. Và mỗi lần mà tôi nhìn lại một cái là thấy cái vũ trụ nó càng lớn hơn. Và khi mà chúng ta cái dầu cái kính Hubble ở đó nó có coi xem xét bao nhiêu đi nữa cũng không thấy được cái biên của vũ trụ này, không biết cái edge của vũ trụ này là như thế nào. Cho nên Chúa thấy Chúa là đấng rất là vĩ đại, Ngài đã tạo dựng nên tất cả, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta ca ngợi Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa như Thi Thiên nói ở trong câu đoạn 33 câu 6. Câu 6, câu 8 đến câu 9 nói rằng các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có. Quý vị thấy hay không? Nếu mà một người mà đóng cái bục này thì phải lấy gỗ, lấy đinh, lấy búa, lấy cưa này nọ rồi ra công để mà làm. Nhưng mà Chúa tạo dựng nên vũ trụ này chỉ Ngài phán cái là có. Chúa nói rằng hãy có trời đất muôn vật thì Chúa có trời đất muôn vật. Chúa nói là tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có. Tức là Chúa là đấng quyền năng là như vậy đó. Rồi câu 8 và câu 9, khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài. Vì Ngài phán thì mọi sự liền có, Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chúng ta thờ phượng, là đấng quyền năng như thế đó quý vị. Cho nên chúng ta hãy tôn thờ Chúa. Và chúng ta thấy rằng ba phần đầu của có ba cái lời kêu gọi ở trong phần đầu là hãy hát, hãy hát, hãy hát cho Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta qua phần thứ nhì thì chúng ta thấy chúng ta công bố sự cai trị của Chúa. Và trong câu 7 đến câu 10 bảo chúng ta hãy công bố ra sự cai trị của Đức Giê-hô-va. Trong câu 10 nói như thế. Và câu 7 thì kêu rằng hỡi dòng dõi của dân tộc hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va. Sự cai trị vinh quang và quyền năng của Chúa, mọi người hãy quy vinh quang cho đấng đang cầm quyền cai trị. Câu 7 nói rằng hỡi dòng giống các dân tộc hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va, hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài, hãy đem tế lễ mà vào hành lang Ngài. Đối với lại ba cái chữ hãy hát ở trên thì ở dưới này có ba cái chữ hãy quy. Hãy quy vinh quang về chữ Đức Giê-hô-va. Hãy quy nghĩa là sao? Hãy quy nghĩa là mô tả. Không phải chỉ mô tả nhưng mà nói rằng tất cả những cái điều đó xuất phát từ nơi Chúa, là nó thuộc về Chúa. Mà chúng ta quy vinh quang cho Chúa không phải chỉ mô tả mà thôi, mà chúng ta nói ra và công nhận vinh quang của Chúa, công nhận vinh quang của Chúa. Quy vinh quang cho Chúa không có nghĩa là Chúa không có, bây giờ mình quy, mình đem, mình gán cho Chúa. Cái đó không phải trong ý nghĩa đó. Trong tiếng Anh thì có hai cái từ nó gần giống nhau là describe and ascribe. Describe là mô tả, ví dụ như mô tả cái anh đó đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, đúng không? Đó là mình mô tả về cái anh chàng đó. Nhưng mà ascribe là chúng ta không những là chúng ta mô tả về người đó mà mình nói rằng người đó tốt với tôi như thế nào, người đó đã làm được những cái công việc tốt như thế nào. Đó là cái ascribe là hơn là mô tả mà là quy cho người đó cái điều mà người đó có. Khó để mà diễn tả hả quý vị? Ở đây tiếng Việt dịch cái chữ vi quy vinh quang về cho Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài, tức là Chúa như thế nào chúng ta bày tỏ ra đúng là như thế đó. Đó là quy
cho Chúa cái điều mà Chúa có. Ví dụ một người không có tốt mà mình gán cho người đó là người đó tốt thì cũng không đúng. Hay là người tốt mà mình nói là người đó xấu thì là cũng không đúng. Tức là không phải là quy cho người đó cái vinh quang đúng với người đó. Tức là người xấu thì mình nói người đó là xấu, người tốt thì mình nói người đó là tốt, thì đó là quy cho người đó cái điều đúng với người đó. Ở đây quy vinh quang xứng đáng với danh Ngài, vì danh của Chúa là cũng bày tỏ ra tất cả những con người của Ngài như thế nào. Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, vân vân, thì chúng ta hãy bày tỏ ra điều đó, Chúa là như thế đó. Và muốn dâng cho Chúa sự vinh quang xứng đáng với Ngài thì chúng ta phải biết Chúa chứ. Chúng ta phải suy gẫm đến những thuộc tánh của Chúa. Chúng ta cần phải đọc lời của Chúa. Chúng ta cần đọc những đoạn kinh thánh như là Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 8, như là Ê-sai 40, như là Thi Thiên 104, hay là Dân Nhất đoạn 4 câu 8 đến câu 10. Thì những điều đó dạy cho chúng ta biết về thuộc tánh của Chúa. Và khi chúng ta đọc và biết về thuộc tánh của Chúa, càng nghiền ngẫm, càng suy gẫm về thuộc tánh của Chúa, càng kinh nghiệm được kinh nghiệm được Chúa đó, thì chúng ta mới thật sự để mà chúng ta mới quy vinh quang cho Chúa được. Chúng ta có thể nói về tình yêu của Chúa mà mình không có từng trải tình yêu của Chúa. Tức là mình có thể đứng lên diễn thuyết về tình yêu của Chúa tại vì mình đã nghiên cứu trong sách vở, rồi mình có thể trình bày ra, thì cái đó là chỉ là mình nói ra thôi chứ không phải là quy vinh quang cho Chúa. Nhưng mà khi mình kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa đó thì lúc đó mình mới có thể quy vinh quang cho Chúa được. Chứ là nếu mà chúng ta muốn đứng lên tại chỗ đây để chúng ta ca hát ngợi khen Chúa thì cái lòng của chúng ta phải cảm nhận được về ơn lành của Chúa, về tình yêu của Chúa, về sự nhân từ của Chúa, sự nhẫn nại của Chúa đối với chính mình, rồi chúng ta mới có thể hát mà miệng hát mà lòng hòa theo được. Chứ không phải là chúng ta có cái giọng hát hay rồi chúng ta nói tôi có tài hát, ca hát rồi tôi muốn lên tôn vinh Chúa. Đó không phải, nó không có cái tấm lòng trong đó. Cho nên hát thì hát nhưng mà không có đúng. Mà cái người mà đứng lên để mà hướng dẫn hát là cái người là đi đầu ở trong sự ca ngợi thờ phượng Chúa, thì nó cái tấm lòng của người đó phải tràn ngập đầy với chính Chúa thì mới có thể ca ngợi Chúa được. Trong một cái bữa tiệc để đón một gia đình vì giáo sĩ trở về, thì người ta làm một cái bữa tiệc và họ mời, trong đó có nhiều người gọi là nhân hào văn sĩ đến để mà tham dự. Thì họ có mời một cái ông này có cái tài diễn thuyết rất là hay, mà mời ông lên để mà đọc Thi Thiên 23. Ông lên ông đọc với cái giọng rất là to, rất là hay, rất là trầm, và người ta nghe ông đọc. Rồi sau đó thì ông ngồi xuống, và một lát sau thì vị giáo sĩ ông nói là tôi cũng muốn đọc Thi Thiên 23. Ông mời cụ lên để mà đọc. Thì ông cụ lên ông đọc Thi Thiên 23. Ông đọc, cái giọng của ông không có được hùng hồn như thế, nhưng mà khi ông đọc, người ta cảm nhận được ông có một cái mối liên hệ tuyệt vời với lại cái đấng chăn giữ ông. Họ cảm nhận được rằng ông với đấng đó rất là thân thiết. Từng lời, từng chữ đó nó không phải chỉ là được bày tỏ ra một cách văn hoa, nhưng mà nó đến từ cái tấm lòng đã kinh nghiệm được Chúa, đã chăn dắt ông trong suốt những năm tháng ông đã hầu vì Chúa. Giờ ông đi cho rủng bóng chết, ông chẳng sợ cái đại họa nào vì Chúa ở cùng ông. Ông đọc lên và người ta biết rằng ông này đã bày tỏ ra sự vinh quang của Chúa. Vì thế không? Một người chỉ là describe thôi, tức là mô tả về vinh quang của Chúa, mà ông này thì ascribe the glory to the Lord. À, tại sao? Vì ông đã kinh nghiệm. Cho nên quý vị ơi, không phải là vì chúng ta hát lên mà chúng ta ca ngợi Chúa rồi. Chúng ta phải hát lên với cái tâm lòng của chúng ta, ca ngợi Chúa từ tấm lòng của chúng ta. Và Chúa bảo chúng ta hãy đến với đền thờ của Chúa mà đem tế lễ vào hành lang của Ngài. Bây giờ có tế lễ nào để chúng ta đem vào hành lang của Ngài? Lập tức quý vị nghĩ tới gì? Đem tiền hả? Không phải. Đền tới tâm lòng của chúng ta, đời sống của chúng ta, chúng ta dâng lên cho Chúa. Bây giờ Chúa Giê-xu đã dâng lên cái của lễ tối hậu cho Đức Chúa Trời rồi. Chứ chúng ta không cần phải dâng một con sinh tế nào nữa. Nhưng mà cái
sinh tế mà Chúa đẹp lòng cho chính đời sống của chúng ta. Quý vị nhớ không? Ở trong Thi Roma đoạn 12 câu 1, vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Chúa Trời, tôi xin nài xin dâng thân thể của mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Cho nên khi chúng ta đến đền thờ, chúng ta phải đem theo của lễ để dâng cho Chúa. Cho nên của lễ đó là dâng chính cuộc đời của chúng ta lên cho Chúa. Cuộc sống của chúng ta là một sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không phải là cả tuần là chúng ta sống trong cái sự lương lẹo, trong sự ích kỷ, trong cái sự kiêu ngạo, trong cái sự dối trá. Rồi tới đền thờ chúng ta sẽ đến rồi chúng ta dâng của lễ thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có. Không thể nào được. Không có bày tỏ ra cái vinh quang của Chúa được. Khi mà chính chúng ta không có kinh nghiệm được Chúa. Không, tôi không nói là quý vị là hay là tôi là toàn hảo đâu. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thất bại, chúng ta cảm nhận được cái tình thương của Chúa. Chúa kêu chúng ta đến với Chúa. Chúng ta ăn năn khóc lóc, kêu này Chúa tha thứ. Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta, rửa sạch chúng ta bằng huyết báo của Ngài. Thì đến đây chúng ta ca hát ngợi khen Chúa. Là chúng ta ca hát với tấm lòng nhận biết được sự cao cả của Chúa khi Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Chúa tha thứ cho chúng ta để chúng ta biết kính sợ Chúa. Tôi muốn nói là như vậy đó. Chứ không phải là chúng ta tự nên mình đã toàn vẹn rồi, thánh khiết rồi. Ở trong đời này chúng ta phải tiếp tục đối diện với cái bản ngã của mình, với tội lỗi, với cái con người cũ, với thế gian này. Nhưng mà chúng ta có Chúa. Ngài là sự thánh khiết của chúng ta. Ngài là sự công chính của chúng ta. Ngài là tất cả cho chúng ta. Cho nên chúng ta có Chúa. Vì thế chúng ta dâng cuộc đời của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và rồi điều gì khác nữa chúng ta có thể dâng lên cho Chúa? Các vị biết không? Bông trái của môi miếng ca ngợi Đức Giê-hô-va, đó là của lễ mà chúng ta dâng lên cho Chúa. Cái miệng của chúng ta ca hát ngợi khen Chúa, thấy không? Vậy nhờ Đức Chúa Giê-xu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Giê-hô-va, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Cho nên khi chúng ta nói về Chúa cho người khác, đó là chúng ta tôn vinh Chúa. Khi chúng ta đứng lên mà ca ngợi Chúa từ cái tấm lòng của chúng ta, đó là chúng ta ca ngợi Chúa. Và đó là cái sinh tế mà Chúa rất muốn nghe, muốn nhận. Và còn điều gì nữa không? Câu kế tiếp cho chúng ta biết. Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã học Hebrew rồi thì chúng ta nhớ mà. Như vậy là có ít nhất là ba điều mà Chúa muốn chúng ta dâng cho Chúa. Thứ nhất là gì? Chính đời sống của chúng ta. Thứ hai là sự ca hát tuyên xưng danh Chúa ra. Và thứ ba là những công việc lành mà chúng ta làm. Chia sẻ cho anh em. Cái sự chia sẻ đó là cái tế lễ mà hài lòng Chúa, đẹp lòng Chúa. Như vậy chúng ta đến với Chúa để mà thờ phượng Chúa. Chứ bảo chúng ta hãy mặc trang sức thánh mà thờ phượng Chúa. Trang sức thánh. Trang sức thánh nó có một vài cái nghĩa ở đây. Cái nghĩa về Chúa là đấng thánh, mà cũng có cái nghĩa là chúng ta là thánh. Chúng ta mặc lấy cái sự thánh khiết để mà thờ phượng Chúa. Cái từ ở đây nó rất là rộng, nó rất là hay. Nó giúp cho chúng ta có thể hiểu được cả hai phương diện luôn. Một phương diện là nói về sự thánh khiết của Chúa. Cho nên cái đề tài của bài giảng chúng ta là gì? Thờ phượng Chúa trong sự quang huy của Thánh Đức Ngài. Quang huy của Thánh Đức Ngài. Thánh Đức đây nói về sự thánh khiết của Chúa. Mà cái sự thánh khiết đó nó được tỏa ra. Có bản dịch khác thì nói lên cái sự beauty of His holiness. Chứ không phải là splendor of His holiness. Tức là cái vẻ đẹp của sự thánh khiết của Chúa được tỏa ra. Như vậy nó cả hai, nó phương diện là chúng ta là tôn thờ Chúa, tức là chúng tôn cao cái vẻ đẹp của Chúa. Mà thứ hai nữa là chúng ta tôn cao vẻ đẹp của Chúa qua chính cái đời sống của chúng ta. Và trong câu Sử ký nhì đoạn 20 câu 21 thì vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh vừa đi trước đoàn dân vừa ca ngợi Chúa. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ở đây chúng ta thấy nó là holy attire. Chữ mà dịch là holy attire này cũng có thể dịch là the splendor of His holiness. Tức là sao? Những người mà đứng lên để mà ca ngợi, những người mà đi trước để mà
cảm tạ, để mà dâng lời cảm tạ Chúa, tôn ngợi Chúa đó, thì phải mặc áo lễ thánh. Chứ không phải là cả tuần rồi mình sống, mình đi hát phòng trà nào đó, rồi ca hát nhảy đầm ôm ấp nhau, xong rồi sáng nhật đứng lên rồi tôn vinh Chúa. Không có được đâu. Không có thể được. Cho nên cảm ơn Chúa, công việc vừa rồi làm chứng là hồi trước thì công việc làm như vậy, mà bây giờ thì không làm nữa. Là tại sao? Vì bây giờ cuộc đời của công việc thuộc về Chúa. Muốn là mình là đi đầu ở trong sự thờ phượng Chúa, trên đời sống của mình phải thuộc về Chúa. Thánh là biệt riêng cho Chúa. Không còn đi sau đời này nữa để thờ phượng Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta sống mà không có tôn cao Chúa trong đời sống hàng ngày của mình á, thì không thể nào mà hướng dẫn người khác tôn cao Chúa ở trong sự thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật được. Không thể nào. Cho nên chúng ta phải tôn Chúa là thánh trong mọi cách ăn nết ở của chúng ta, rồi chúng ta mới có thể đến đền thờ cùng với anh chị em mà tôn cao Chúa. Và nhất là những người đi đầu ở trong sự thờ phượng Chúa phải là thánh ở trong đời sống của mình. Rồi khi mà chúng ta đối diện với Chúa, thì dầu chúng ta có sống như thế nào mà chúng ta ngờ mọi người có thể khen chúng ta dầu đi nữa, thì chúng ta cũng giống như Esai đó. Đối diện với Chúa chúng ta thấy là thôi rồi, mình chết mất rồi. Tôi là người có môi dơ giấy ở giữa những người có môi dơ giấy. Chúng ta đã học qua bài này. Tức là chỉ có Chúa mới thánh tẩy đời sống của chúng ta mà thôi. Và khi Chúa dùng cái thang nơi bàn thờ chạm đến môi của Esai, thì ông được Chúa thanh tẩy và kêu gọi để nói ra lời của Chúa. Thì cũng vậy, chúng ta nhận biết được mình là những con người tội lỗi. Giống như nói như David là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúng ta biết chúng ta yếu đuối, dễ vấp ngã, dễ phạm tội. Và chúng ta phải luôn đến với Chúa và kêu cầu Chúa, xin đừng để con bị cám dỗ mà cứu con khỏi điều ác. Và nếu chúng ta vấp ngã, chúng ta phải đến với Chúa, xưng tội ra để sự Chúa là đấng công bình và thành tín tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Rồi chúng ta thể ca ngợi Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa thật là tốt với chúng ta. Rồi chúng ta sẽ cùng với các thi thiên mà tuyên bố về niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Chúa, vì Ngài ban ân cứu rỗi dồi dào cho chúng ta. Thi thiên 130 câu 3, câu 4 và câu 7 nói rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai còn sống? Nhưng Chúa sẵn sàng lòng tha thứ để người ta kính sợ Ngài. Cảm ơn Chúa. Hỡi Israel, hãy hy vọng nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ và Ngài ban ơn cứu rỗi cách dồi dào. Cho nên những người thánh là những người biết đến với Chúa để tôn Ngài làm vua của cuộc đời của mình, mà cũng nương cậy nơi Ngài là cứu Chúa của cuộc sống của mình, để rồi Chúa dùng huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta, hầu chúng ta có thể thờ phượng Chúa một cách xứng đáng, hầu chúng ta có thể thờ phượng Chúa với sự quang huy của sự thánh khiết của Ngài. Và lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy thờ phượng Chúa như thế, bằng sự thánh khiết, hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hay nói một cách khác, dịch một cách khác, như dịch theo như trong tiếng bản tiếng Anh đó, worship the Lord in the splendor of holiness, thì có nghĩa là thờ phượng Đức Giê-hô-va trong sự huy hoàng của thánh đức Ngài. Và mục sư Morgan Campbell đó nói như thế này, ông nói rằng sự thờ phượng bao gồm việc tìm kiếm sự sống của chính mình và hoàn toàn dâng sự sống đó cho Đức Chúa Trời để thực hiện mục đích của Ngài, đó là sự tôn thờ. Tức là ông bảo chúng ta hãy đi tìm cái sự sống của mình và rồi dâng cái sự sống đó cho Chúa để mà thờ phượng Chúa, đó là mục đích. Và quý vị nói rằng, ủa tại sao ông bảo chúng tôi phải tìm cuộc sống của chúng tôi? Chẳng lẽ chứ không phải Chúa Giê-xu đã bảo rằng hãy mà bỏ đi mạng sống của mình sao? Chúa nói rằng ai tìm mạng sống của mình có thể mất, nhưng Ngài không kết thúc cái đó. Chúa nói rằng nhưng vì ai, vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ làm gì? Sẽ tìm được. Cho nên Chúa muốn chúng ta tìm được mà sự sống của chúng ta, chứ không phải Chúa không muốn đâu. Nhưng mà Chúa nói ai tìm sự sống của mình thì sẽ mất, nhưng mà ai vì Chúa mà mất sự sống thì sẽ tìm được. Để Chúa muốn chúng ta tìm được sự sống của mình bằng cách mất đi sự sống của chúng ta vì Chúa. Đó là cái việc mà chúng ta đến với Chúa để Ngài chạm đến cuộc sống của chúng ta, đến với Chúa để chúng ta kinh nghiệm được, trải nghiệm được tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự thanh tín của Chúa, để rồi chúng ta có thể loan truyền ra những điều đó.
khi chúng ta đến với Chúa để thờ phượng Chúa. Cái cuộc đời của chúng ta đến với Chúa không phải là Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời mới, không phải là một cuộc đời, một trật tự mới ở trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chính cái cuộc sống mà chúng ta vì Chúa mà mất đó thì chúng ta tìm lại chính cái đời sống đó. Nhưng mà đời sống đó nó được biến đổi rồi, nó là một đời sống tràn ngập sự vinh quang của Chúa. Hãy thờ phượng Chúa trong sự huy hoàng của sự thánh khiết của Ngài, khám phá ra cái ý muốn của Chúa và sống theo ý muốn của Chúa. Hãy để Đấng đã tạo dựng nên quý vị hướng dẫn mọi bước đường, mọi bước chân của quý vị, để rồi cả cuộc đời quý vị là một sự thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa mỗi phút mỗi giây, không phải chỉ khi chúng ta đến nhà thờ. Như chúng ta thánh trong mọi cách ăn ở của chúng ta, thì bây giờ chúng ta thờ phượng Chúa trong mọi cách ăn ở của chúng ta. Dầu ăn hoặc uống hoặc làm việc chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Cho nên chúng ta làm cái điều gì đó cũng là bày tỏ ra sự vinh quang của Chúa. Những cái hành vi bên ngoài là cái điều ít quan trọng nhất trong cái sự thờ phượng Chúa. Mặc dù Chúa kêu gọi chúng ta hãy ca hát, mặc dù Chúa kêu gọi chúng ta hãy tiếp tục danh của Chúa, nhưng mà cái điểm quan trọng là cái tâm lòng của chúng ta. Quý vị đồng ý không? Cái đời sống của chúng ta với Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta mà tài giỏi giống như cái ông mà nhà hùng biện đó, mà lên đọc Thi Thiên 23 đó, đọc nó hay người ta sẽ khen ông đọc rất hay, rất là hùng hồn, nhưng mà chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu mà lòng của chúng ta có Chúa và chúng ta được Chúa chạm đến cuộc đời của chúng ta, thì khi chúng ta hát, khi chúng ta đọc Thi Thiên 23, người ta biết được rằng chúng ta là những người ở với Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, những người kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, kinh nghiệm được Chúa ở trong đời sống của mình. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy thờ phượng Chúa. Với cuộc đời của chúng ta hãy quy vinh quang cho Chúa, mặc trang sức thánh mà thờ phượng Chúa. Để lặp lại, tôi hy vọng là tôi đã nói rõ để quý vị hiểu, nhưng mà lỡ có ai đó nghe tôi nói nhiều quá mà không hiểu tôi nói gì đó thì tôi xin nói lại một lần nữa. Mặc trang sức thánh khiết là sao? Là từng trải chính Chúa với tất cả những cái vẻ đẹp của Chúa, với quyền năng của Chúa, rồi bày tỏ nó ra. Đó là mặc sự trang sức thánh khiết. Nếu chúng ta không có từng trải Chúa, chúng ta không thể thờ phượng Chúa. Chỉ vậy thôi. Tức là quý vị ơi, nếu quý vị muốn thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, quý vị phải đến với Chúa, đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, để kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Chúa, kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Ngài, rồi quý vị có lý do, có bằng chứng, có nền tảng để mà thờ phượng Chúa, mặc sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Và rồi chúng ta bày tỏ ra sự cai trị của Chúa ở trên muôn nước. Cái vấn đề mà chúng ta lại quy vinh quang cho Chúa, nó liên quan tới cái việc mà Chúa cầm quyền cai trị. Câu 10 nói rằng hãy công bố giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị, the Lord reigns, Chúa trị vì. Chúng ta thường hát như vậy, và chúng ta nói rằng thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động, Ngài sẽ phán xét các dân tộc theo lẽ công bằng. Chúng ta công bố cho mọi người biết rằng Chúa là đấng cầm quyền cai trị. Chúng ta được nhắc đến Esai 52 câu 7 nói rằng những bàn chân của những người mang tin mừng trên núi thật đáng yêu biết bao. Cái người loan tin báo tin mừng mang lại tin vui về ơn phước của Chúa. Cái người loan tin báo cứu rỗi nói với Siôn rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi cai trị, Ngài cai trị đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi ra loan báo cho mọi người biết rằng Chúa chúng ta là đấng đang cầm quyền cai quản. Mặc dù trong hiện tại thì những kẻ thù của Chúa chưa có bị tiêu diệt, đây là cái nước của Chúa trong hiện tại. Chúng ta mỗi ngày còn phải đối diện với bao nỗi nhọc nhằn khó khăn, chúng ta đối diện với tội lỗi, với những xấu xa, với những dân án. Đó là cái nước hiện tại mà chúng ta có. Nhưng mà cái nước tương lai khi Chúa Giê-xu trở lại đó, thì không còn nước mắt, không còn đau khổ, không còn nhọc nhằn nữa. Nhưng mà tất cả chúng ta đều được sống ở trong sự thánh khiết của Chúa mà ca hát tôn vinh Chúa. Và suốt cuộc đời của chúng ta sẽ được chiêm bái Chúa mặt đối mặt, ngắm xem vinh quang của Chúa, thật là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta nhìn như trong một cái gương cách mập mờ thôi. Chúng ta kinh nghiệm được phần nào về tình yêu của Chúa, về sự chân thật của Chúa, nhưng mà chưa kinh nghiệm được cách trọn vẹn. Nhưng mà lúc đó, lúc mà Chúa Giê-xu đến để mà cai trị muôn dân muôn nước, lúc đó chúng ta sẽ được đồng cai trị với Chúa, và lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời,
nhưng chưa bao giờ được kinh nghiệm, vì lúc đó chúng ta không còn nhìn thấy Chúa như trong cái gương cách mà mờ nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy Chúa mặt đối mặt. Tạ ơn Chúa. Chúa đã đến lần đầu tiên với tư cách là đấng cứu rỗi, một đấng khiêm nhường cởi con lừa vào ở trong trong thành Jerusalem, nhưng mà rồi Ngài sẽ trở lại cởi ở trên con ngựa trắng. Ngài là vua chiến thắng, và chúng ta công bố ngay bây giờ vua của chúng ta sẽ cai trị. Ngài đang cai trị ở trong lòng của chúng ta, nước của Chúa đã đến ở trong lòng của chúng ta, gần với chúng ta, và nước của Chúa sẽ đến và sẽ hiển lộ ra khắp mọi nơi, và chúng ta đang trông mong ngày đó, phải không quý vị? Chúng ta trông mong ngày đó, đó là lý do mà chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Chúng ta thánh ở trong mọi cách ăn nên ở chúng ta, vì chúng ta biết rằng ngày của Chúa đã gần rồi, ngày vinh quang của Chúa đã gần rồi. Và điểm kế tiếp mà chúng ta thấy, chúng ta không những ca ngợi sự uy nghiêm của Chúa, công bố sự cai trị của Ngài, nhưng mà chúng ta cũng công bố sự phán xét của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng công chính. Trong câu 10 thì nói rằng Chúa là đến để mà bày tỏ ra, để đoán xét một cách công bằng. Khi mà chúng nói đến cái sự đoán xét của Chúa, nhiều người sợ, nói ủa tại sao mà thi thiên này lại kết thúc với cái sự đoán xét của Chúa. Nhưng mà không, chúng ta vui mừng trông mong sự đoán xét của Chúa, vì Chúa sẽ đoán xét một cách công bằng, Chúa sẽ đoán xét một cách công chính, và Chúa sẽ đoán xét một cách chân thật. Cho nên chúng ta vui mừng ở trong sự đoán xét đó. Bây giờ chúng ta thấy nản lòng quá vì có nhiều cái sự bất công, bất chính, dối trá trong đời này. Cho nên chúng ta là trông mong cái ngày mà Chúa chúng ta trở lại để mà đoán xét một cách công bình. Chúng ta xem trong câu 11, nguyện các tầng trời vui vẻ và đất vui mừng, nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang. Tại sao? Tại vì nguyện đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở. Bây giờ tất cả cây cối trong rừng sẽ rơi mừng. Tại sao? Vì trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài đang đến. Ngài đang đến để phán xét thế gian. Ngài lấy đức công chính mà phán xét thế giới, dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc. Cho nên tác giả kêu gọi không phải chỉ con người mà thôi, nhưng mà tất cả. Ông dùng cái lời văn rất là văn vẻ. Ông nói rằng nguyện gì? Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang, mọi đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở. Bây giờ các cây cối trong rừng sẽ rơi mừng, tại vì Chúa sẽ đến, và Ngài sẽ đến để mà phán xét một cách công bằng, một cách chân thật và một cách công chính. Cho nên chúng ta cùng rơi mừng ở trong điều đó. Chúng ta sẽ hát mừng với muôn vật vì biết rằng Chúa chúng ta sẽ đến. Ngài sẽ đến để làm vua cai trị muôn dân, và Ngài sẽ cai trị. Lúc đó Ngài sẽ phân dê ra cùng với chiên, lúa cỏ lùng ra với lại lúa, và rồi Ngài sẽ đem lúa vào kho, cỏ lùng Ngài sẽ đốt, dê sẽ bị loại ra và chiên sẽ được vào ở trong nước Ngài. Và lúc đó sẽ có sự vui mừng, reo mừng vì Chúa chúng ta là đấng công chính, Ngài phạt kẻ ác và Ngài thưởng cho những người biết kính sợ Chúa. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đi đến cái kết luận. Trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đang đến để phán xét thế gian. Ngài sẽ lấy đức công chính và phán xét thế giới, dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc. Tạ ơn Chúa. Để tóm tắt cái thông điệp của Thi Thiên 96 và áp dụng nó cho chúng ta thấy có 3 điều. Thứ nhất là chúng ta sẽ ca tụng sự uy nghiêm của Chúa. Chúng ta sẽ hát. Amen. Chúng ta sẽ hát lớn, hát ca ngợi, nhưng mà hát với lại trí khôn, với sự hiểu biết, với tấm lòng biết ơn, với tấm lòng tôn thờ, với tấm lòng thuần phục. Chúng ta sẽ hát. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Chúng ta ca tụng Chúa, sự uy nghi của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời vinh hiển là đấng cứu rỗi của chúng ta sẽ là một dân tộc thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ là những người ca hát. We are the people of singing to the Lord. You know? Ngày Chúa chúng ta sẽ đến và chúng ta sẽ cùng với các thánh để mà ca ngợi Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ cùng với các thánh ca ngợi ngày và đêm. Thánh thay trước ngai thánh của Vạn Ngôi Đức Chúa Trời. Lúc đó mọi dân, mọi nước sẽ cùng ca ngợi, chúc cho đấng ngồi trên ngôi và chiên con được ngợi khen tôn quý, chúc tụng uy nghiêm cho đến muôn đời. Chúng ta ca ngợi Chúa.
Rồi thứ hai là chúng ta sẽ công bố sự cai trị của Chúa. Chúng ta sẽ biết cho mọi người biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng đang cầm quyền cai quản. Đừng có gì để mà lo sợ cả. Cái nạn dịch này nó cũng ở dưới quyền cai trị của Chúa mà thôi. Công ăn việc làm của quý vị cũng ở dưới sự cai trị của Chúa. Sức khỏe của quý vị cũng ở dưới sự cai trị của Chúa. Tất cả trần gian này, ngay cả những chính thể hiện tại ở khắp nơi, tại bên Trung Hoa, tại ở bên Saudi Arabia, hay tại nước Mỹ, hay Canada, bất cứ nơi nào, đều ở dưới cái sự cai trị của Chúa. Chúa cho phép. Nhưng mà trong cái thế giới hiện tại này, trong vương quốc hiện tại này, chỉ những người nào tôn thờ Chúa thì mới được thờ phượng Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta kêu gọi mọi người hãy trở về cùng Chúa trong sự cai trị của Chúa. Để rồi khi mà Chúa sẽ trở lại thì chúng ta sẽ vui mừng ở trong sự phán xét của Chúa. Chúa là đấng phán xét một cách công chính, Chúa là đấng phán xét một cách công bằng, mà Chúa phải phán xét một cách chân thật. Cho nên chúng ta vui mừng để loan báo ra cho mọi người biết về sự đoán xét của Chúa, và chúng ta sẽ rỡ mừng ở trong cái điều đó. Nếu quý vị hôm nay chưa biết Chúa, nếu quý vị còn xa Chúa, nếu quý vị đến đây trong đền thờ này nhưng mà không có thật sự ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, không có quy vinh quang cho Chúa, quý vị đến vì thói quen, vì nếu không đến thì người ta sẽ nghĩ sao về mình, hay là đến để mà được gặp gỡ người khác, lâu quá rồi bệnh dịch ở nhà hội tụ cuồng chân quá cho nên thôi đến đền thờ để mà được gặp gỡ, thì không có gì cả. Chúng ta đến đây là vì cả tuần chúng ta đã tôn thờ Chúa qua đời sống của chúng ta, bày tỏ ra sự thánh khiết của Chúa, thì chúng ta cùng với anh em chúng ta hợp lại để mà tôn thờ Chúa, để học hỏi lời của Chúa. Cho nên khiến quý vị hãy nghe lời của Chúa dạy chúng ta phải cảnh giác, vì chúng ta không biết khi nào vị chủ nhà sẽ đến. Cho dù vào lúc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà cống gáy hay vào buổi sáng, Chúa sẽ đến một cách bất ngờ, và lúc đó chúng ta sẽ đối diện với Chúa là đấng sẽ đoán xét chúng ta. Hãy tự kiểm điểm bằng thi thiên này. Quý vị có đang thờ phượng Đức Chúa Trời vĩnh hiển không? Quý vị có đang làm chứng cho các quốc gia về sự vinh quang của Chúa không? Và quý vị có đang chờ đợi Chúa đến để phán xét không? Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa thật là quý báu cho chúng con. Con cảm biết rằng con muốn được giống như vị giáo sĩ đã đọc thi thiên, không phải với cái sự hùng hồn, nhưng với cái tấm lòng, với cuộc đời để dâng cho Chúa, cuộc đời sống với Chúa, cuộc đời chiêm nghiệm Chúa, từng trải Chúa, và rồi có thể nói ra được về sự tốt lành của Chúa, về quyền năng của Chúa, có thể nói ra được về tình yêu của Chúa, về sự thành tín của Ngài, có thể nói ra được về sự nhân từ của Chúa và sự thương xót của Ngài, vì đã từng trải Chúa ở trong đời sống hàng ngày của mình. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện điều đó cho anh em chúng con đang ngồi tại đây trong đền thờ này. Chúng con mỗi người đều từng trải Chúa, rồi sự thờ phượng của chúng con xứng đáng với Chúa. Chúng con sẽ mặc lấy sự quang huy của Thánh Đức Chúa mà thờ thượng Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.